Mùa Giáng sinh 2017 đến với người Sài Gòn trong dồn dập tin tức về cơn bão dữ đang từng giờ đe dọa sẽ trút cơn thịnh nộ xuống xứ sở miệt đồng bằng sông Cửu Long. Tạm gác qua âu lo đó, trong giờ phút mừng Chúa Giáng Trần, người Sài Gòn không phân biệt tôn giáo lại rủ nhau cùng tìm đến các ngôi thánh đường lung linh sắc màu. Năm nay thì không khí Giáng sinh hầu như có tổ chức là thấy đẹp và có phần là người giáo dân công giáo hình như người ta có tham gia rất là đông, người ta đi và coi cái ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh. Nói chung là bây giờ ai cũng lấy cái ngày mừng Chúa Giáng sinh để làm cái ngày cuối năm họp mặt hoặc là đi ra ngoài ngắm những cái giáo xứ người ta trang trí rồi người ta tổ chức như thế nào, thì cái không khí năm nay cảm thấy là có vui hơn mọi năm. Cô thấy rất vui và rất thấy đẹp hơn và thấy hiện đại hơn. Mà cô thấy hình như không có xô bồ như mọi năm. Thấy giáo dân mình đi chơi vui vẻ và thấy bình yên hơn, đỡ lộn xộn. Dường như trong ký ức của những giáo dân trung niên như ông Tuấn Anh, như bà Liên, thì cứ mỗi mùa Noel đi qua, mùa sau luôn đẹp hơn mùa trước. Bất chấp đời sống kinh tế thăng trầm ra sao và vận nước trôi nổi chưa biết về đâu, chính niềm tin về một tương lai tốt đẹp trong sự soi sáng của đấng tối cao đã giúp người dân luôn nuôi dưỡng tình thương yêu bác ái. Mình là người công giáo nên mình có một cái hang đá trong nhà, dù là lớn hay nhỏ, cái đó là cái điều là mình nên làm. Cầu nguyện cho gia đình cô bình an và các con cô luôn luôn thành đạt trong công việc. Lúc nào cô cũng mong tất cả những bạn trẻ như con cô cũng vậy, luôn luôn cũng được ra ngoài đời gặp được nhiều người mẹ tốt sẽ giúp đỡ như cô đi giúp người khác vậy. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Xin được cầu chúc mỗi người đều có thiện tâm như Giê-xu, đều được Thiên Chúa thương mến như Giê-xu, để tình người, tình trời giao duyên, để dưới thế ngập tràn bình an.